nhà rồi cha mình phong dư nó là giờ in nó chia lỡ này bà chẳng nó ca nhau rong à ư chạy nó ca nhau rong theo thì nó là ư chắc ca nó mỏ nữa ư chắc ca nó mỏ thì nó ư dân nó ca nhau rong đi cú ư chắc ca nó mỏ rồi nên sai nữa nên nó ư sai ờ ai làm nó ư nó nữa là sai ư nữa cho mẹ phong dư sợ đầu nhỏ đây nhỏ dê ấy sợ đầu lon dê ư ấy cho lo sửa ư nữa ấy nó nọ ư chỉnh nó mỏ theo nó nọ ư chỉnh nó mỏ rồi nên sai thiên nữa ấy nên sợ đầu là sai ư ờ ấy lon thọ ư nó mỏ nữa cho mẹ niệm lòng niệm luôn nên sợ đầu cho mẹ thánh mẹ dê nên sợ đầu lon thọ ư nó thế nhan đùa thế cô tôi mẹ nè tay mùa thế phô thế vì nè cho nhau bị co ăn uống nòi bị nè bấm nò hai ngon đã bé nằm mà nó mẹ không ăn gì mà nè tôi rợ rợ đi xưa ê làm thợ ư nó mỏ nơ ê nè bỏ chạy nhau rong ở ư chạy chạy nè nó nhau rong đi nè bỏ nò ê làm thợ ư nó mỏ nè giận cha ư có bỏ chỉnh chia có lo ư ờ giờ nay chỉnh chia nó lần thứ ư nó mỏ nữa nó nói ư nó các ta cứ theo ấy lần thứ ư nó nữa ta cứ nó chẳng nói dùng câu thế tiền dùng câu thế nhưng hoàn toàn gì cả thế tiền nó chỉ tích qua cái cơ thể duy một tầng đàn bây giờ mà bây giờ cho nó không nhỉ tất nhiên là muốn cho nó phô qua sức cậu chê lên cho cái ý dạy cho nó thế chê không có muốn kỳ ý luôn nó không kỳ dạy cho cái ý dạy cho cái ý dạy tất nhiên là cậu sợ không cho nó cho không sợ sao
cho nó nên để chi không muốn sẵn để mua chẳng ai làm gì cho nó nên để chi đồng là thi không có cười nhưng mà vô là lấy được ngàn là vô số mà nhưng mà khó em ăn cả trâu lòng nhưng mà thứ vấn đề tiền mà như này như phải tiền mà tiền vô rồi cho mấy bạn vừa ở nào là cho chơi đi nào để nó mà họ sinh chỉ đó là bây mà sinh chỉ đó lựa đại nhà rồng này bài